Dạ, tụi em yêu nhau chắc khoảng 9 năm ạ. 9 năm lận hả? Trời. Ồ, cưới trời nhau được bao lâu rồi? Dạ, cưới được 6 tháng. 6 tháng. Trời ơi. 9,6 năm coi như yêu nhau và cưới nhau, vậy thì hiểu nhau hết rồi. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành của nhãn hàng Xăm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thịnh và toàn thể quý vị khán giả chưa quen ngày hôm nay. Dạ em Nguyễn Văn Nghĩa, 29 tuổi, đang làm nhân viên kinh doanh cho công ty bánh kẹo. Còn em? Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thịnh, em chào khán giả. Em tên là Hồ Thị Duyên Mai, em cũng 29 tuổi. Em đang làm kế toán. Mai Nghĩa, hai em quen nhau và yêu nhau như thế nào? Dạ hai chị em là học chung. Dạ hồi thời cao đẳng thì vợ em lúc đó đi trễ thì có chia nhóm, được thầy cô chia vô chung nhóm tụi em luôn. Rồi từ lúc đó là bắt đầu là mới quen, làm bài thuyết trình rồi. Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp cô gái này thì em có ấn tượng gì về cổ không? Dạ có, mái tóc giống chú Bình Dương. Mái tóc bùm bê á. Dạ, dạ, dạ. Còn em thì sao? Em thấy ổng giống vui không? Dạ hồi xưa ảnh ốm lắm, không có được như giờ. Nhìn mặt là thấy khó rồi. Tóc thì quăng, rồi đen đen, rồi ốm ốm. Mà như dạo như ông già vậy đó. Dạ, mặc quần tay không chứ không bao giờ mặc quần jean luôn. Theo tôi đoán là chắc lẽ là các bạn không có ấn tượng đẹp gì về nhau. Dạ đúng, đúng không? Dạ dạ. Đó, vậy thì làm sao mà có thể tiếp cận nhau và tìm hiểu nhau? Dạ là có nhiều lần làm bài thuyết trình á thì tụi em hay trao đổi tài liệu á thì qua USB thì em hay tỏ tình hay là viết cho vợ em qua file Word. Vợ em cũng viết đọc về đọc rồi chỗ nào sai chính tả cái là vợ em gạch dưới liền, gạch dưới từng chữ vậy á. Rồi đưa tới đưa lui tôi mấy lần cái bắt đầu bằng bữa đó bạn nhóm khác mượn USB, vợ em bắt đầu đưa cái USB cho bạn đó mượn, xong vô tình là đọc luôn cái file đó rồi vô lớp chọc ghẹo tùm lum hết luôn, tùm lum hết trơn đó. Em đọc em thấy xong mà em xến dữ vậy trời. Ví dụ luôn, ví dụ luôn. Nói mà còn dẫn dắt đủ thứ chuyện á. Anh nói là hỏi em thấy con trai miền Tây thế nào, có dễ thương không, cụ thể là con trai Trà Vinh sao, rồi cụ thể hơn xíu là cái người trước mắt á thì cảm thấy như thế nào, có dễ thương không. Chứ ảnh tự thấy anh dễ thương lắm, như tự hỏi tự đáp luôn đó. Dạ đúng rồi, tự hỏi tự đáp, bởi vì người ta chọc là đúng rồi, thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu trong kẹt thôi. Dạ. Rồi bắt đầu là hai đứa cứ quê vậy, rồi cũng từ từ nhờ vậy cái bắt đầu cũng sẵn trớn rồi cái bước tiếp luôn, bước tiếp luôn. Dạ rồi. Bao lâu thì mới chính thức yêu nhau? Dạ đâu khoảng gần năm. Em là người chắc chắn là em là người phải là tấn công dồn dập đúng không? Dạ thì Tết về cũng rảnh nhắn tin. Tại hồi xưa không có Zalo, bắt đầu nhắn bằng tin nhắn tốn tiền ghê lắm. Nhắn tới nhắn luôn, nhắn hoài, xong rồi bắt đầu từ từ em biết chắc khả năng vợ em biết rồi, chắc cũng thích em, bắt đầu nhân dịp 8 tháng 3 cũng có rủ vợ ra quán trà sữa rồi cũng tỏ tình. Vợ em mới đồng ý. Lúc đó là thương em. Cho nó bao lâu thì mới dẫn về giới thiệu với phụ huynh? Dạ là quen nhau cũng hơi lâu, cũng 2 năm mấy à. Lúc đó dịp đó nhà em có đám giỗ. Thì trong nhóm em thì được 2 bạn nữ, thì có vợ em với bạn kia. Thì bắt đầu về thì ở hàng xóm với cô dì rồi cũng biết là Nghĩa có dắt bạn gái về. Xong rồi bà cô Sáu của em á thì cũng biết coi tay coi tướng sơ sơ. Cái bắt đầu bà vô bà kiếm, mới kiếm và sao mà hỏi đây ai là bạn gái của Nghĩa. Cái thằng bạn chỉ bạn kia là không phải vợ em, là cái bạn kia. Rồi cô Sáu bà coi xong bà không biết gì, bà lắc đầu, bà đi ra bà nói với mẹ, nói thôi chắc nó không được đâu, hai đứa này không quen nhau được, thấy không hợp. Mà lúc đó thì em tiếp khách thì không có biết. Rồi bắt đầu là vợ em sau này lên Sài Gòn, mẹ cũng không biết là coi nhầm người luôn. Xong rồi lên Sài Gòn mấy ngày vợ mới nói là mới biết là coi nhầm bạn chứ không phải coi ngay tay vợ em. Rồi vợ nè sau đó về quê có gặp cô Sáu trần tình cái chuyện đó không? Dạ không. Không có đưa em... cô Sáu sợ luôn không? Sợ dạ không dám đưa cô Sáu. Sợ tay. Luôn trốn luôn. Vậy hả? Cô Sáu dạ. Chắc là giấu 2 cái tay đúng không? Sợ cô Sáu coi là nó còn nhỏ này còn ghê hơn nhỏ kia nữa. Vậy là tụi em yêu bao lâu thì mới cưới mày? Dạ tụi em yêu nhau chắc khoảng 9 năm ạ. 9 năm lận hả? Trời. Ồ, cưới trời nhau được bao lâu rồi? Dạ cưới được 6 tháng.
6 tháng. Trời ơi. 9,6 năm coi như yêu nhau và cưới nhau vậy thì hiểu nhau hết rồi. Dạ. Đâu có tật xấu gì mà lòi ra đúng không? Dạ cũng có chứ. Mai kể trước đi Mai. Dạ bình thường thì ảnh là ảnh kỹ tính lắm. Thấy quần áo đồ mặc lúc mà cũng thẳng rồi, cái gì cũng khó tính, đòi hỏi cao lắm. Mà về nhà mới biết trời ơi, tật xấu quá trời luôn. Có cái tật xấu đó mà nữa. Tật hay xì hơi anh chị. Cái đó nhiều người không có sao tật, đâu nhiều người có tật đó lắm luôn, khổ đó. Lắm em ơi, cái đó khổ lắm. Nhưng mà cái tần suất nó hả, nó nhiều lắm. Tới nỗi mà em cứ thắc mắc là bình thường đi làm có vậy không, sao mà tự nhiên về nhìn cái mặt của mình là cứ vậy hoài ấy. Rồi vậy là ông này ông điều khiển được bản thân ông rồi, có nghĩa là lúc ông đi làm hay là ông gặp em lúc yêu nhau là ông nín kệ ông để tới về ông mới xả ra bung mà như là tại lúc đó là đi học là em ốm lắm, 51 kg à. Mà không biết sao giờ ra trường đi làm người mập lên á, bắt đầu nó phát sinh thêm chứng. Ừ, hay ta nói cái đó là phát sinh đúng không? Cái đó dạ, phát sinh chứ không thôi. Phải bản chất đúng không? Dạ phát sinh. Còn hay gì nữa không? Dạ hay ngủ, cũng ngủ ngáy nữa. Em thì em dễ ngủ lắm, nào ổng thì cái tật khó ngủ. Cứ bữa nào mà vô cái ngủ không được, cái mà em nằm xuống xíu là em bắt đầu lim dim rồi, cái bắt đầu kiếm chuyện nhay với em. Nói trời sao bữa nay đi làm mệt mà về vợ không hôn cái, buồn quá. Cây hai cây mình cũng bày quà cắn cho một cái rồi xong ấy, không có tâm gì hết trơn á. Rồi cái chuẩn bị ngủ là bắt đầu nhây với em tiếp. Sao mày sao bữa nay không, mệt quá mà không ai đấm lưng em, chuẩn bị vô giấc các bạn ổng nhây không cho em ngủ. Rồi còn cái bữa nào mà ổng ngủ được á, ổng về ổng mệt, hay là bữa nào mà nhậu xỉn vô á, về thả vô một cái là ngủ liền á, thì em cũng ngủ không được, ngáy to quá trời luôn. Cái nỗi mà có bữa mà em ngủ không được luôn, cái em mở điện thoại lên em đi âm lại. Nói, sáng em mở cho nghe mà em đổi chuông điện thoại luôn. Em nghe lại em hết hồn không? Nghe lại hết hồn luôn chị. Dữ dằn lắm mà. Dạ, xong không biết lúc mà mình ngủ mình đâu cảm nhận được đâu mà ghi âm lại nghe hết hồn, nghĩ là chắc ghi âm thằng nào. À. Còn thằng xấu gì nữa không? Hay lấy em làm bia đỡ đạn lắm. Giống như từ lúc cưới em, cái ai mà rủ đi nhậu cái cứ đưa điện thoại cho em, nói trời vợ không có cho đi, nói hả đang đi chung với vợ không có cho nhậu đâu, không dám đi. Cái ai mượn tiền cũng nói thôi ông lấy số vợ tôi đi, đội đi vợ cho, nó mới cho vợ giữ tiền hết trơn rồi, không có tiền xài không cho mượn. Khéo hết sức luôn vậy hả? Nhưng mà em thích cái chuyện đó. Dạ thì cũng thích. Chính là dạ cũng thích đó. Rồi còn cái gì nữa không Mai? Có bữa kia cái anh hàng xóm anh qua, anh rủ chồng đi đánh bài cũng cho vui thôi chứ cũng không ăn tiền bạc gì. Cái bữa đó ổng sao ổng không muốn đi, cái ổng nói cái lúc đó ổng đang sửa chiếc xe máy cho em nữa, cái ổng tháo lùm lum hết trơn á, cái ổng chỉ chiếc xe, ổng nói trời anh ơi bữa hổm em đánh bài em thua có 30 ngàn à, mà về vợ em đập chiếc xe nó như vậy nè. Em không dám đi nữa. Điều tra. Mà nó ông... dễ thương mà. Mà ông kia chắc cái nước chắc khỏi dám mượn luôn đúng không? Ông làm sao mình biết mà hả, bạn bè tới đồng nghiệp luôn biết tiếng em hết trơn à, em đang tiếng ác không? Cái quan trọng là thích đúng không? Dạ thì cũng thích. Đó. Rồi giờ tới Nghĩa. Vợ em hay quên. Có lần đi ở phòng trọ cũ xong rồi tại giá hơi cao bắt đầu chuyển qua phòng trọ mới. Thì chuyển thì vợ cũng có chuyển phụ, chuyển đâu mấy chuyến vậy rồi cũng biết đường. Sau sáng bữa sau cái bắt đầu em nói thôi mua đồ ăn rồi tới ghé làm đồ ăn rồi về nhà mới đồ. Rồi bắt đầu là nói 9 giờ mà nhà ở liên khu 4-5 mà vợ em hỏi đường đi liên khu 5-6 không. Em đợi gần tới 10 giờ luôn mà vừa đói mà vừa khó chịu mà không biết làm sao, em cũng nghi nghi. Mà vợ em thì sợ em la cho nên là không có móc máy điện. Em chủ động em điện hỏi vợ ở đâu vậy, cái nói ở đoạn đó rồi là em biết rồi, chạy lạc rồi, nói đúng nói địa chỉ mới quay trở lại. Đặng trí rồi còn gì nữa. Rồi có lần hết ga điện cho anh giao ga, không cho địa chỉ nhà mới mà cho địa chỉ nhà cũ. Cho địa chỉ cho thằng em ra rồi chạy vòng nó, ủa sao cũng tới tới bụng tới nơi rồi mà sao cái anh giao ga thì bình thường nó đi nhanh lắm mà sao hôm nay. Cái hỏi ảnh cái bắt đầu ảnh nói cái địa chỉ đó đúng không, trời ơi em quay lại nhìn vợ mà tới hồi tao lại giao đâu dám nói gì. Hai chồng cười không à, rồi gì nữa, vợ em kỹ tính quá. Vợ em mê đọc truyện nữa, có lần ủi đồ cái bắt đầu không biết mê chuyện gì đó, cái bắt đầu ủi trái luôn cái mền luôn.
Thì từ đó hôm bữa lại tính kêu mua hai đứa chung cái mền thôi mà bị xì hơi quá giờ không cho đứa cái. Rồi hay thưa thớt. Thưa thớt là sao? Giống như làm nấu nướng xong rồi bếp không ít khi nào lau chùi lắm. Em không, em lau chùi. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi sao? Nói chung thì những cái đó thì em thấy nó cũng không có quá lớn. Thì nói vợ có coi chuyện thì ví dụ như mình coi phim gì đó thì trong một cái thời gian nào nhất định thôi. Chứ không phải vừa việc này vừa việc kia mà mai mốt điện đài mất công ảnh hưởng tới tính mạng nữa. Vậy thôi. Em mong muốn nghĩa thay đổi điều gì? Em cũng muốn chồng em thay đổi là bớt nóng tính lại xíu. Cũng bớt xăm soi đi. Em hay nói là để ý nhiều chi cho mệt vậy. Mệt mình, mệt người ta nữa. Còn gì nữa không? Bớt tha bơm không? Dạ thôi, cái đó chắc em cũng quen rồi kệ. Quen rồi, không có chịu cũng nổi. Ờ, chỉ có nhiêu thôi. Dạ, tạm thời chỉ có vậy thôi. Tạm thời mới có 6 tháng mà còn son quá, quá mà. Quá son. Các em có mong muốn của em bé không? Dạ, cũng có. Thôi bây giờ chúc cho hai vợ chồng mai nghĩa. À, sau chương trình này về, yêu nhau rồi sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa nha. Dạ. Và trong năm sau sẽ có một thiên thần khỏe mạnh kháu khỉnh ra đời trong gia đình của hai bạn. Dạ, cảm ơn chị. Nhắn nguyên một tuần vậy đó, sao em nghĩ là chắc anh này già rồi, ế rồi. Mấy cái kiểu bài điện nhắn tin hoài người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Rồi người dân đi qua lại nó cứ vẫy vẫy khều khều. Người ta tưởng em là cây bao luôn á hả? Dạ đúng rồi. Cành trộm hung má một cái. Cái coi như khóc anh. Khóc cái em nghĩ trời chắc nhỏ giờ chưa được trai hung sướng quá khóc. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Xâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Vừa xuất hiện cặp đôi này tôi cứ ngỡ là tôi lạc vào một vương quốc cổ tích vậy đó ha. Giống như là một chàng hoàng tử và một nàng công chúa vậy. Phải không quý vị? Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Hoài Nhi, năm nay em 24 tuổi ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Dạ, em tên là Lương Đức Việt, năm nay em 27 tuổi. Em công tác tại ngân hàng Tiên Phong Banh. Em sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. À, Nhi hãy cho anh Thuận với chị Vân biết là hai em là gặp nhau trong trường hợp nào. Dạ, cũng xí, qua xí xí cho anh Thuận đoán cho đỡ. Đoán hả? Đoán đi. Tôi đoán là đâu là trúng đó đó nha. Sau khi tốt nghiệp xong thì em những cái khoản tiền đầu tiên của em nhận được thì em gửi vào trong một ngân hàng. Và em đã quyết định em chọn cái ngân hàng của anh này làm. Và em vào đó em gửi tiền và em gặp ảnh và ảnh của em, đúng không? Dạ không ạ. Sao? Vậy thì thôi anh không đoán nữa. Em quen anh Việt cũng là qua mai mối. Chị họ em mới làm mai em. Thì cho ảnh số điện thoại của em. Nhắn tin hoài luôn. Nhắn nguyên một tuần vậy đó. Sao em nghĩ là chắc anh này già rồi, ế rồi. Mấy cái kiểu bài điện nhắn tin hoài người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Nhưng mà nhắn cái giống gì chậm? Nhắn một tuần cứ hỏi. Lễ mà người ta không trả lời mà cứ nhắn hay hoài là nhắn đây. Cứ hỏi em đang làm gì đó rồi. Chúc em ngày mới vui vẻ. Em ăn trưa rồi vậy đó. Nhớ ăn chiều nha. Tối cái là chúc em ngủ ngon. Trưa rồi nhớ ăn đi em. Giống như là quan tâm lắm vậy đó. Dạ đúng đừng rồi. Nhưng mà thật chất là chưa gặp nhau bây giờ. Chưa gặp nhau bây giờ. Nhắn khi nào trả lời thì thôi. Rồi sau đó mình thấy trả lời thì mình điện thoại luôn. Cái là em sẽ hẹn đi chơi. Đó là cuối cùng là bọn em sẽ gặp nhau vào ngày 14 tháng. Lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em thấy anh sao? Dạ. Lần đầu tiên hả, ảnh điệu lắm anh. Đứng trước nhà trọ đợi em, tay thì thấy đeo đồng hồ cũng sáng sáng nữa. Người thì thơm thơm. Lúc đó là 14 tháng 12. Sau đó 10 ngày là tới Noel á. Cái ảnh mới làm em bất ngờ lắm. Trước cái một tuần lễ mà em có nhắn tin phong long mình ơn em vậy đó là em đã gặp mặt bạn này chưa? Dạ chưa, em chỉ coi hình qua Facebook. À tức là em bị sắc đẹp đánh gục đúng không? Đầu tiên là cái hình ảnh là em thấy ok đó. Em nghĩ là lên coi. Nếu mà nó khác hình quá thì mình lơ mình về luôn. Cái ngày gặp nhau á thì em đã biết là cái thời gian của cái phòng trọ ở khu trọ đó cứ 11 giờ đóng cửa. Em canh em muốn cho bất ngờ là em đi đặt con cú bông bự lắm. Em đặt khoảng gần một tuần. Xong nó cao 1m6 luôn. Mình nghĩ là lần này mình lên tặng là chắc dính đi. Cái em mới lên thì điện thoại cho Nhi. Thì lúc đó là vào dịp sinh nhật của một bạn trong khu trọ. Cả khu trọ nó rủ nhau đi chơi. Đi chơi rồi đi karaoke. Em vẫn chưa cho Nhi biết là em lên đây. Em hỏi là đi chơi vậy về chưa. Cái kêu là gần về. Cái em đừng ngồi em đợi. Em đợi đến 12 giờ mấy.
cái em hỏi em về chưa, em cứ nghĩ là giả bộ em à. Tại vì em đang đi chơi mà, kêu em đứng, anh đứng trước nhà đợi, em đang ở nhà mà em có thấy anh đâu, em ra trước nhà rồi trời, em cũng đâu thấy anh đâu, xong rồi anh này đợi hoài luôn tới 3 giờ sáng chị, tại vì hồi đó em đi nguyên với dạy trọ thì không có sợ là không có chìa khóa vô nhà à, chờ bao lâu em? Khoảng 5 tiếng rồi. Những cái người ở trong xóm, người ta đi qua đi lại người ta thấy em, người ta có đánh giá cái nhân phẩm em không? Bữa đó vui lắm anh à, ban đầu là em ôm cái bông lại, cái em đứng phòng trọ nó có cây cột, đứng ngay cây cột luôn, cái em thấy cái ngũ bông ngại quá em cất ngũ bông trong, rồi người dân đi qua lại nó cứ vẫy vẫy khều khều. Mãi sau này cái nhóm bạn của Nhi á là đi về mới kêu, mới nghĩ em chạy bao, em kêu trời tối giờ người ta đang vẫy vẫy, mình là chắc nghĩ mình là đang đứng ngoài đây gì cả, đứng ngay cái cầu mà người ta tưởng em là cây bao luôn á hả? Dạ đúng rồi, mấy nát nhân phẩm em luôn rồi đầu nghiệp. Rồi sau đó là bắt đầu là tình cảm mới bắt đầu là dạ. Là mặn nồng đúng không? Dạ chưa mặn nồng đâu, nói chung là anh này cũng nhà ở quận 9, em thì ở trên Tân Phú. Chung anh hay lên trên Tân Phú xuyên chở em đi chơi lắm. Mà hai đứa đi chơi là mãi qua quận Nhất nè, quận 7 nè. Xong anh chở em về. Nói chung ảnh có vẻ rất là thiện chí. Sói ca đó đúng không? Dạ rất đúng là rồi. Sói ca luôn. 5 năm quen nhau mà cưới về mới biết là 4 năm ảnh ngũ lan chuyên nghiệp luôn ạ. 4 năm ngũ lan chuyên nghiệp. Ngũ lan chuyên nghiệp luôn ạ. Dạ. Sau khi đưa nhau đi chơi như vậy về là tới nhà em là 11 giờ. Thì anh sẽ từ Tân Phú chạy về quận 9 thì cũng phải tầm 12 giờ rồi. Lúc đó thì nhà anh đóng cửa, mẹ thì lớn tuổi rồi đó. Ừ. Không có gọi dậy được. Cái ảnh ra quán nét, ảnh ngủ tới sáng. Trời ơi, 4 dạ. năm trời. 4 năm trời ngủ lan đúng không? Trời ơi, đứt ruột không phải con trai tôi là... mẹ anh nó luôn á chứ tao giỡn hoài. Mẹ anh mới kêu là ảnh mà là con gái hả là chữa hoang rồi đó. Đi ngủ lan dữ quá. Chữa 8 lần luôn vợ đó. Anh hỏi nè. Trong mấy năm đó có đêm nào anh rủ em đi ngủ lan chung không? Không, qua tới năm thứ mấy thì bắt đầu rủ vợ đi ngủ lan chung nè. Khoảng hơn năm. Hơn năm. Có cái cột mốc ngủ lan nào mà nó ấn tượng? Có lần đi coi pháo hoa 2/9. Đi coi xong là bắt đầu mới có thêm 2 cặp nữa. Phải cặp nữa đi coi phim. Mình đi coi pháo hoa xong mình đi coi phim là xuất phải 10 giờ rưỡi rồi. Lúc đó em tính hết rồi. Là đi coi phim xong là chắc chắn là bị nhốt ở ngoài. Là coi như cái đó là kêu bằng gài hàng đó phải không? Rồi sao hỏi gì nữa? Em có sợ không? Em hỏi gì nè, em hỏi thẳng em đừng sợ có... Sợ chứ, em bắt ổng nằm ngược đầu với em. Rồi, tức là ý cùng... anh Bin là hỏi đêm đó có chuyện gì xảy ra hay cái không? Cái gì đến rồi, nó có đến không? Dạ không. Em có lần là em chở bạn từ Tân Phú lên cầu Phú Mỹ, cầm trộm hung má một cái. Cái coi như khóc anh. Khóc cái em nghĩ trời chắc nhỏ giờ chưa được trai hung sướng quá khóc. Em mà em nghĩ vậy. Cái ngồi em nghĩ trời làm gì ghê với ta. Cái hồi xong bạn quay qua bà tát em khá, cái dám hung mà chưa xin phép. Cái đó là hung má là đã bị tát rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi sao? Rồi đứa lúc nào mới hung môi? Ồ hung môi. Hung môi em cũng nhớ mà lâu lắm. Tại vì hồi giờ em chưa có hung môi một ai hết trơn á, tự nhiên ảnh hung xong rồi em thấy cứ ghê ghê dơ dơ kiểu gì. Xong rồi em không cho hung nữa, em giận em bắt trở về. Hôm nhiều hôm sau nữa cái hai đứa cũng đi chơi, hai đứa ngồi hung nhau xong hồi mất đôi dép luôn anh. Có nghĩa là lần đầu hung á là coi như là bị không tát. Chịu lần sau hung là mất dép luôn không biết. Hung là hiểu hả? Ủa quên gần chết. Quay trở lại cái vấn đề là cái đêm mà đầu tiên mà đi ngủ lan chung á. Dạ. Anh muốn hỏi là cái cảm giác của em là em sợ đúng không? Dạ hồi đó nói chung là cũng tin tưởng ảnh á, nên là em kêu ảnh là quay đầu ngược lại, hai đứa ngủ hai nơi vậy thôi rồi ngủ thôi. Trước khi vô thì mình cứ ngủ mỗi đứa một góc ngủ thôi, làm gì đâu. Thì nói chung tâm lý đàn ông đứa nào cũng nói vậy. Nhưng mà tới sáng là đúng rồi. Tới sáng thì là đầu kề đầu đúng không? Còn cái sáng rồi tới nửa đêm thôi. Là chuyện gì tới sẽ tới, chuyện gì tới đã tới. Nói chung là cũng lâu lắm á chị, cứ lăn lộn qua lại nãy. Sau đó nói chung là em giận ảnh lắm, em đòi chia tay á chứ, xong rồi anh cứ khuyên nhủ này nọ xong rồi bỏ qua. Nói chung dỗ ngon ngọt xíu là bạn cũng vui thôi. Rồi bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi em? Dạ được hơn 6 tháng rồi ạ. Rồi bây giờ về ở chung với nhau rồi thì anh ấy có thật xấu không Nhi? Ảnh mê game lắm anh. Có bữa canh em ngủ rồi á, sợ em thức thì thấy hay lằng nhằng này nọ, xuống dưới chơi game 2-3 giờ sáng luôn. Còn gì nữa nè? Nấu ăn vụng về lắm. Cũng thương vợ nấu cho vợ ăn nhưng mà không nên lạc nhắt à. Xong rồi ảnh nhậu nữa. Còn bà vợ mình thì có cái gì xấu không? Từ từ em đính chính là
Em thấy bây giờ hầu như con trai ai cũng chơi game cả. Không có đâu, không có đâu, không có đâu. Đang ngồi trên sân khấu có tôi nè, nhìn tôi nè. Không bao giờ chơi game luôn. Có, hồi trước khi lấy vợ có, là có. Nhưng dữ sao? Luôn. Tại em đó khui, khui tật xấu của cô ấy ra đi. Vợ em thì em nghĩ có cái tật xấu tình chung bạn gái nào cũng vậy là hay mít ướt, rồi hay nhõng nhẽo. Với lâu lâu là có tính áp đặt chồng. Nhiều khi em thích mặc cái áo đó lắm, nhưng mà vợ em không thích là vợ em không cho mặc. Là em phải mặc cái áo vợ em thích, mà trong khi cái áo đó là em lại không thích. Khóc nhè, rồi đi ví dụ như khóc nhè mọi lúc mọi nơi mọi trường hợp hay sao? Không, nghĩa là hay làm nũng mít ướt với em như con nít vậy đó. Tại em con nít thiệt mà. Thiệt mà. Rồi nhân đây thì mong muốn thay đổi điều gì luôn? Dạ em muốn chồng em là không có chơi game đêm khuya mà quá 12 giờ. Còn em? Em chỉ muốn vợ em đừng áp đặt em. Bạn ảnh hay chê ảnh mặc đồ gì kỳ quá à. Kêu vợ tân trang lại phong cách đi, mặc đồ nhìn kỳ quá nên là em phải nói ảnh mặc sao đó cho nó hợp phải lý. Phải sai chẳng đúng không? Dạ. Cái mong muốn của chồng em chị thấy cũng có phần đúng. Dạ. Có nghĩa là vậy nè, trong một số trường hợp ví dụ như đăng tiệc ăn tùng hoặc là những cái gì quan trọng á thì em có thể ép chồng em, những trường hợp nào mà anh cần cái sự thoải mái để anh làm việc cho nó có hiệu quả thì em chấp nhận. Dạ. Đơn giản chút xíu vậy thôi. Dạ. Nhường qua nhường lại cặp chút xíu. Cặp này quá đó. Đẹp rồi. Anh hỏi nè, muốn có em bé không? Dạ muốn ạ. Thôi nhân đây thì chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng thuận thảo, yêu thương nhau, hạnh phúc. Và năm sau sẽ có một em bé tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của hai em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Rồi cái xong cái kiểu mình cũng nhá nhá xi nhan, bật đèn xanh lên rồi. Rồi cái thế là từ đó về sau ngày nào đi làm về 5 giờ cũng thấy ổng trước cửa nhà mình. Kiểu làm giá mấy tháng trước thôi chứ thấy ông này khoái mộ. Dạ, đêm động phòng thì nó ổng nói là sáng mai có lớp. Rồi thôi cho anh ngủ luôn đi. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son hành nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Xâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ, chào anh chị. Hai em có cái gương mặt bầu bỉnh nhìn nó hao hao giống nhau á. Như cô dâu có. Dạ, có em bé. Có em bé hả? Wow. Dạ, em bé của em được 4 tháng 3 ngày rồi. Tụi em cưới nhau được 2 năm. Thì cái ngày mà kỷ niệm ngày cưới là em tặng cho ổng thằng này. Quá tuyệt vời ha. Kính chào chị Hồng Vân, kính chào anh Quốc Thuận và quý khán giả. Trước tiên em sẽ tự giới thiệu, em là anh Khoa, em 30 tuổi và hiện đang là giảng viên trường đại học quốc tế Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em tên là Huỳnh Kim Hiền, em sinh năm 91. Thì hiện tại là em đang có công việc kinh doanh mỹ phẩm. Cách đây khoảng 4 năm thì dẫn ba mẹ em đi chơi. Em cũng xách máy chụp hình, em đi dạo dạo chụp hình cho ba mẹ này nọ. Vợ em thì lúc đó cũng đang đi chơi với bạn bè. Và lúc đó là vợ em làm người mẫu cho bạn bè luôn. Thật ra vợ em mặc đồ rất là lồng lộn, rất là đẹp. Thật ra em mới để ý. Thì lúc đó thì em gặp anh này em có ấn tượng gì về anh không? Thấy hồi mà em đi chụp cũng nhiều lắm rồi, đâu thấy tự nhiên có thằng nào chạy tẩn lại. Hồi nãy anh có chụp của em mấy tấm hình nè. Thế nói ủa cha nào vô duyên tự nhiên chụp người ta đã chạy lại làm quen. Dạ, cái xong thì ảnh đưa cho em cái nem kẹt á. Rồi cái anh chạy đi mất tiêu. Mắc cỡ hả em? Của mình cũng thấy cũng vô duyên thiệt. Tại vì em thấy bạn này là em bị hớp hồn liền. Dạ, đúng không? Bạn đúng không? Quá trời mà. Dạ, nói chung là cũng lần đầu tiên mà làm chuyện đó. Rồi em nhận nước cà phê xít rồi sau đó có liên hệ với anh không? Do là mình cũng chảnh á. Thì kiểu thấy ông này ổng dạng thư sinh rồi không phải là gu của em. Rồi cái mấy người bạn đi chung á thì chạy lại cái giật cái nem kẹt của em. Lê Ngọc Anh Khoa nha. Thạc sĩ nha, đại học quốc gia nha, quốc tế nữa. Cua đi mày, được á. Cũng quay trở về cái thời mà yahoo.com là alo, xin chào anh làm ơn cho em xin mấy tấm hình, vậy đó. Rồi cái tưởng đâu, không trả lời lại, nhẹ cũng nhắn tin. Cái ảnh cho số điện thoại. Thế nay chừng nào mà em muốn đi chơi hay là muốn cà phê á, thì nhớ cho anh cơ hội. Rồi cái xong cái kiểu mình cũng nhá nhá xi nhan, bật đèn xanh lên rồi. Rồi cái thế là từ đó về sau ngày nào đi làm về 5 giờ cũng thấy ổng trước cửa nhà mình. Đến khi nào em mới quyết định tỏ tình với cô? 4 tháng sau thì
trong một dịp em đi công tác của trường là dẫn sinh viên đi Managui. Còn bạn giờ em thì cũng tình cờ là cũng có đi chơi với bạn bè ở Đà Lạt. Lên Đà Lạt. Đúng rồi. Trốn chạy đi. Trốn chạy. Đêm đó lên Đà Lạt. Cái mấy anh mấy chị thì có cặp rồi chạy xe máy đi, có cặp có đôi, còn em chạy cũng chạy xe máy mà vòng hồi Xuân Hương, mà bữa đó mưa lốc phớt nữa, lạnh muốn chết luôn. Tự nhiên cái thấy ông này ông kéo cái vali, ông sợ đi tới, kiểu bất ngờ luôn á. Thế là cũng đi về khách sạn, qua ngày hôm sau thì đi chơi. Thì anh này anh mới hẹn đi ra ngoài, anh hỏi là hai lên đây có hai mình thôi quen anh đi. Thế mình thấy thật ra là tình trong như đã mặt ngoài còn e, kiểu làm giá mấy tháng trước thôi, chứ thấy ông này khoái mồ. Thật ra lúc đó thì cũng chưa trả lời gì đâu, nhưng mà lúc mà lên xe rồi thấy tự ôm eo rồi này nọ thì là biết rồi, đúng không? Anh cầu hôn có lãng mạn. Cầu hôn ngay tại nhà mà nguyên sớm kéo lại luôn. Ủa vậy hả? Kéo lại chị? Thì cầm cái nhẫn ra quỳ hoài, mà lúc đó em đang em tám với mấy bà chị. À. Quỳ hoài, cái mấy đứa nhỏ mới nói, cô Hiền, chú Khoa, cầu hôn cô kìa. Nhà em thì ở giữa hẻm. À. Cái là đám chạy đầu hẻm, đám chạy cuối hẻm, nó lôi ông già bà cả ra. Nguyên một xóm luôn. Tại vì là anh em ảnh quỳ trước. Ông quỳ. Tại vì người ta là đối mặt rồi. À em, dạ, em đồng ý lấy anh. Đâu em quỳ thử cho anh coi. Mọi người có muốn coi anh cứ để anh quỳ. Nhiều bó hoa đi, dạ, hả? Rồi. Quỳ coi. Quỳ. Quỳ vậy đó. Dạ quỳ vậy đó anh. À, tặng vậy thôi đó. Thôi đi, trả qua lại. Rồi, quen nhau 2 năm quá, có nói là thời gian dài chứ đúng không? Dạ. Rồi cưới nhau, thì đêm động phòng vui không? Dạ, đêm động phòng thì nó ổng nói là sáng mai có lớp, rồi thôi cho anh ngủ luôn đi. Ủa, nhưng mà đêm động phòng là đêm quý giá mà. Dạ, tại vì em là có đám hỏi nữa. À. À, trong cái thời gian mà đám hỏi, sau đám hỏi đó là cũng đi Đà Lạt, rồi đi Đà Nẵng, rồi cũng kiểu như là cũng bút phòng, nhưng mà bút phòng 2 giường, xong rồi sáng hôm sau không biết sao cùng giường, không biết ứng chứng. Ứng rồi gì? Dạ, ứng chứng rồi. Sao mà tự nhiên mò qua vậy? Lạnh anh, là đi Đà Lạt lạnh. Chung ở Đà Lạt. Mà anh mò qua em mò qua sao? Em mò qua em biết không? Chứ là mở đầu là ngủ chung, rồi sau từ từ mới tính ABCD tới dắp. À, từ A tới F. Cái sau khi cưới có chuyện, cái câu chuyện thật ra là từ hồi mà mới yêu cho tới mà lúc mà cưới, lúc nào em cũng ghen cho em là ghen chúa luôn á. Tự nhận. Mà, thì lúc trước khi cưới á, thì cứ lâu lâu chừng 2-3 ngày á là sẽ có một cái tin nhắn ghi là bảo tiên mà không có dấu, thì nó hiện lên thôi chứ nó không có hiện nội dung. Rồi xong rồi tới hồi cưới nhau, anh nghĩ đi, 5 giờ sáng, bảo tiên, 12 giờ khuya, bảo tiên, qua ngày này cũng bảo tiên, qua ngày sau cũng bảo tiên. Phải làm lòng lộn lên hỏi bây giờ là đứa nào, nói đi. Tiên trong, là con nào? Tại vì trong đồng nghiệp thì cũng có cô giáo tên là Tiên. Giờ ác ôn không mà. Dạ, thì em nói là tổng đài, nhắn thôi. Cái giờ thì cuối cùng bảo tiên lại. Dạ, mua đi con. Anh thử mà không bỏ dấu con nó là sao? Bao tiền? Báo tiền. Cưới về tụi em ở với nhau là bao nhiêu lâu rồi? Dạ 2 năm 2 tháng. 2 năm 2 tháng. Vậy thì anh ấy có tính xấu gì không? Dạ tính xấu thì nhiều lắm anh, nhưng mà đặc biệt là tính xấu mà em nói thiệt là em chỉ không được mà ảnh cũng không chỉ được luôn. Ủa là gì? Là chiều em quá trời. Ổng chiều xong rồi ổng quay ngược lại, ổng nói cái đó sai đó. Nhưng mà cũng chiều trước, rồi sai xong tính sao. Chứ lại là gái. Tức là ảnh thì ảnh làm việc phi lắm. Ảnh làm việc xong mà lúc đó em ngủ rồi, thì ngủ sai rồi thôi kệ không sao. Rồi cái sau này á, bắt đầu em có em bé rồi cái giấc ngủ nó cũng chập chờn á. 1 giờ ổng kéo cho mày tới 5 giờ sáng rồi em thức luôn. Cái kêu em á là chừng nào anh ngái á, em quay qua em quýnh anh. Em quýnh đâu được mấy ngày. Ngồi ghiến mệt luôn. Hai cái tật xấu này không biết sao mà nói. Tại vì cái ngái đâu phải tật xấu. Còn bác gái có điều gì xấu không hả bác trai? Thì đâu dám nói. Trước giờ dễ thì ra gì? Ngoài đường thì em cũng ít khi nói xấu vợ lắm. Ra... mà hôm nay thì đây là cơ hội đấy em nghe. Thì hôm nay thì nói, nhưng mà cũng thật ra là chuyện xấu này cũng tại em thôi.
như là nãy đó, tại em chiều dở quá. Ví dụ có những cái công việc cũng đơn giản thôi nhưng mà cũng muốn xài, phải xài mà là... Có nghĩa là giờ nói tóm lại là sợ không dám nói cái chữ làm biến đúng không? Dạ. Giống như một chuyện hổng thiên á, thì chung là em cũng nhìn xa, cũng có những chuyện mà em cũng muốn khuyên nhưng mà nếu mà người ngoài nói vô thì vợ em nghe, còn còn em nói thì vợ em không nghe. Nghe. Không chịu nghe liền. Dạ. Nghe liền. Cứng đầu. Cứng đầu. Về kinh tế gia đình thì ai là người nắm giữ? Tiền thì anh của anh giữ, của em giữ. Dạ. Tại vì nói chung là hồi lúc mà mới cưới nhau được 3 ngày á là cũng nảy lửa vụ tiền bạc này rồi. Dạ. Nên là từ đó về sau là thôi kệ cha nó luôn. Đó là xung đột về vấn đề như thế nào? Ở dưới quê em á, là khi mà một người con gái đi về nhà chồng rồi á, thì tất cả tất tần tật các chi phí á, là nhà chồng sẽ lo. Sẽ lo hết cho người vợ. Thì ông này ông mới nói là thôi bây giờ mình có cái quỹ chung đi, mỗi tháng góp vô nhiêu, hình như góp vô 2-3 triệu gì đó. Cái em nói không, tại sao phải góp? Mà em nghĩ là tự nhiên cưới người ta về rồi bắt người ta đóng tiền, ghét không đóng. Nhưng mà tới giờ thì chồng em tự lo hết rồi, em cũng không cần đóng luôn. Khi mà nghe những cái lời đề nghị của anh bực bội lắm anh, tiền mẹ còn phải cho mình thêm nữa mà tại sao mình phải đóng cho chồng vậy đó. Mình nghĩ là cái tiền đó là cái bổn phận là mình phải sốc đóng, đúng không? Dạ sốc lắm. Nó thì em nghĩ là vậy, gì làm thêm thì ra tiền, thì tiền đó sẽ đóng vào để mà mình thấy là mình có trách nhiệm với gia đình. Bởi vì mình không có đủ cái thời gian để mà mình lo cho gia đình thì mình có chi gì đó để mình thấy là mình có trách nhiệm gì đó với gia đình, chứ không phải là đi làm không rồi về rồi không có. Sẵn đà nói luôn, mong muốn chồng thay đổi gì đi. Thật ra thì em muốn là em muốn, nhưng mà em chắc chắn là em cũng sẽ không bao giờ em làm được. Tại vì em muốn là ổng bớt chịu em, nhưng mà ổng mà không chịu em sẽ lồng lộn lên. Không, thì bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nghe lời chồng hơn, thì nói chung là không phải nghe lời mà là tiếp thu, lắng nghe. Chị nghĩ là vậy nè, cái chuyện mà chồng chiều mình á, cứ để vậy đi. Dạ. Đừng có nói anh thay đổi. Dạ. Nhưng về phía mình thì mình sẽ tự thay đổi. Dạ. Có nghĩa là chiều những cái đúng thôi. Dạ. Còn những cái mà không đúng mình tự mình sửa. Em thì chị nghĩ là em nên có một cái gọi là gì, lập trường nó kiên định một chút. Dạ. Xíu. Và một cái cá tính nó tương đối là gọi là độc lập một chút xíu với vợ. Yeah. Để cô ấy thấy là ngoài cái vấn đề em là trụ cột gia đình thì em còn là một cây tùng, cây bách nữa. Yeah. Xin chúc hai em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Và chúc cho mẹ tròn con vuông. Dạ, yeah. Cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn quý thầy. Cô này là hay con, nhà con chơi thì lúc đó là con thì nó đã lớn rồi. Sau đó thì qua chơi thì rồi là mình cho ăn, rồi mình tắm rửa. Mà ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ông không có tán con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à? Ông cua bố mẹ con không à? Bấy giặc Toshiba điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào đôi vợ chồng này. Chào hai bạn đến với chương trình Vòng Son nha. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Quân xin chào cô Hồng Vân. Chào anh Cú Thuận. Em tên là Tự. Em đến từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em 34 tuổi. Công việc của Tự là gì? Hiện tại thì em đang làm giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên bên xây dựng nhà phố, đó là công ty xây dựng kiến trúc Việt Quang. Rồi, mời vợ của Tự. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 23 tuổi. Công việc hiện tại của con là ở nhà nội trợ và giúp chồng làm kế toán cho công ty. Nghe cái giọng của hai vợ chồng này, anh đoán là đồng hương. Dạ, đúng chính xác. Là quê của em ở đâu? Quê của em là ở Thanh Hóa. Hai bạn là vào trong đây lâu chưa? Em học hết lớp 12 là vào học đại học ở dưới Đồng Nai. Môi trường Sài Gòn thì em cũng mới làm việc là được 3 năm rồi lại đây thôi. Trước đây? Trước đó là, thì em là... Làm ở Đồng Nai, dạ, đúng không? Làm ở dưới Đồng Nai. Cơ duyên nào em gặp được vợ em? Gặp ở Đồng Nai hay là gặp ở Sài Gòn? Vợ em là hàng xóm của em ngoài quê. Nhà hai tụi con là gần sát nhau luôn. Bố chồng của con ấy, ngày trước đặt tên cho con luôn, làm cha đỡ đầu của con luôn. Nhà anh không có con gái, nên là con lúc đấy là đang bé xíu xíu à. Là qua bên nhà anh chơi là bố mẹ chăm sóc như con đẻ vậy á. Dạ. Như vậy là đặt sẵn từ... Xí ngầu với người đó. Xí ngầu với đó, từ nhỏ.
đúng không? Hai cha mẹ biết nhau rồi đặt để luôn. Như vậy là từ nhỏ là con đó là đã qua nhà anh Tự coi như là chơi và sinh hoạt ở bên nhà anh Tự như nhà mình rồi, đúng không? Dạ. Mà lúc đó là anh Tự là 18 tuổi đúng không? Dạ. 18 tuổi là con 6 tuổi. Dạ. Đúng không? Hoặc thậm chí là lúc con 2-3 tuổi đi. Dạ, đúng rồi, con bé xíu à. Bé xíu thì thậm chí lúc đó là anh Tự là còn phải trông em nữa. Con nhớ hồi còn bé là cô này là hay con nhà con chơi thì lúc đó là con thì nó đã lớn rồi. Ừ. Sau đó thì qua chơi thì giống như là cháu em cháu của nhà vậy đó. Rồi là mình cho ăn rồi mình tắm rửa. Cái này lớn mình hẹn giáp. Vậy thì mẹ của con á với anh Tự á là có lớn hơn nhau nhiều không? Dạ mẹ con hơn anh Tự có 10 tuổi à. Ồ, mà ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ôi rồi ôi. Dạ. Thế gọi bằng chị hay gọi bằng cô? Dạ. Quê gọi bằng thím. Bằng thím. À, dạ. Thím. Nhưng rồi, mà hồi mẹ con chưa có lấy bố con á là ông này ông bắt nạt mẹ con. Úi giời ơi. Trước kia là bà ngoại có nghĩa là người thân sinh ra vợ con này thì khi đó là chưa có lập gia đình, thường là đi cắt cỏ hoặc là chăn trâu ngang ngò thì mình khi đó thì cũng cái tuổi đôi mươi mà cũng nghịch rồi ra rồi chặn đường rồi mấy cái trò nghịch của thanh thiếu niên nhà trẻ con ngày đó. Đến khi nào thì Tự mới phát hiện rằng là cái cô bé hàng xóm của mình dễ thương, đáng yêu. Học xong cấp 3 thì em vào học đại học trong Đồng Nai. Một năm là mình phải về quê thăm gia đình. Thăm gia đình một lần. Và những cái dịp thăm gia đình đó thì những cái năm đầu tiên thì không có để ý cô này, bởi vì là đang còn bé xíu à, cũng không có chơi với nhau nữa. Đến khi mà cô này bắt đầu học lên lớp 9, mặc cái áo dài màu trắng, tóc rất đen và dài, tôi thấy rất là ấn tượng. Lúc nào cũng cười vui vẻ. Vậy năm đó là tự học đại học năm thứ mấy ta? Con mới bắt đầu năm cuối đại học rồi. Bây giờ hỏi cô vợ nè, đến khi nào thì ảnh mới bắt đầu để ý em? Hai gia đình cứ trêu qua trêu lại tán tỉnh là rất là lâu. Bố mẹ chồng em bây giờ ngày xưa gọi bác mà cứ bảo là thôi mày làm con dâu bác đi, gần nhà nè, không phải lo việc làm dâu gì, thích ở đâu cho ở nhà mẹ đẻ cũng được. Cái đến khi con 18 tuổi học đại học, cái ông này ông cứ học cho ngoan nha, học xong 4 năm đại học là anh rước nữa nha, kiểu như là cứ trêu trêu vậy thôi, nhưng không nghĩ là sau này là lấy nhau thật. Ông cứ thi thoảng nhắn tin thôi, gọi là anh em nhắn tin bảo nhau là lo học đi, em học cái gì rồi, cần anh giúp gì không, sau này ra trường cần gì anh cứ bảo anh. Tết năm 2020 thì mới bắt đầu là chính thức cua, xin phép bố mẹ đàng hoàng. Cách đây 2 năm? Dạ, ông không có tán con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à. Ông cua bố mẹ con không à. Cái lên nhà, ăn uống, dọn dẹp trong nhà gọi như tự nhiên như người nhau nhà luôn. Em quá thân mà. Dạ, đem bữa cơm, mẹ mời rơ thì bảo là ngồi xuống ăn cơm cháu. Dạ vâng. Dạ vâng. Mà con nấu cơm cho ông đâu, mà ông vẫn mời ông ăn thật. Mà như hè lúc đó là con tình trạng như thế nào? Có người yêu chưa? Nếu mà học sinh mối tình học sinh linh tinh ấy là cũng có. Sang đại học quen nghiêm túc là một anh bộ đội. Trong thời gian con anh bộ đội đấy thì anh có về nhà con ăn cơm, uống rượu. Bố con cũng kêu ông này lên ngồi chung. Cái ông này ngồi uống rượu, ông này bảo là chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Cái nói trước mặt vậy đó. Ông phán rồi. Dạ, xong con vẫn nghĩ là trêu thôi. Kể cả người yêu cũ của con chú bộ đội kia vẫn nghĩ là trêu và không để ý gì hết á. Trong thời gian quen ông thì ông này cứ nhắn tin đến bảo là chia tay cho em. Ui không hợp với em đâu, đi với em nhìn như hai chị em ấy. Em phải quen nào mà trưởng thành dạng như anh nè, gọi là đập chậu cướp hoa. Tết năm 2020 là lúc đấy là cũng cảm thấy là lên nghiêm túc với bố mẹ con. Xong rồi bố mẹ cũng bảo là nó nghiêm túc nó nọ kia, cho mọi nhau một cơ hội tìm hiểu. Đập chậu cướp hoa là chính xác là cái thời điểm nào? 2020 là bắt đầu ngỏ thôi, rồi đến lúc nào là mới chính thức là xin cưới? Xin cưới là vào tháng 10 năm 2020. Mới đây. Đúng rồi, con mới cưới đây. Chưa được 2 năm nhỉ? Chưa được 2 năm. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi ta? Dạ, lúc đó là con đang học gần xong đại học năm 3. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Sao không đợi cho xong hết rồi mới cưới? Vì bác sĩ báo cưới. Cháu nó đi làm xa, thi thoảng nó về. Quấn qua quấn quýt. Con học một mình, vừa học vừa làm ngoài Hà Nội. Còn ông này là công tác trong Nam. Xong một đêm hai đứa nhậu say thì hồi lúc sau hôm sau là bác sĩ bảo cưới. Như là phải một tuần hay là một tháng sau rồi bác sĩ bảo. Dạ vâng đúng rồi. Tức nhưng là mà... cái khoảng thời gian mà chính thức tìm hiểu đến cưới nó nhanh lắm ạ. Chắc là hơn một lần, tháng luôn á. Cái lần gặp nhau uống rượu định mệnh đó. Dạ. Là ở đâu? Ở Hà Nội hay là ở quê? Dạ ở trong này, tại Sài Gòn. Ở Sài Gòn đúng không? Tức là con vô địch
đi chơi à? Dạ vâng, con chơi. Ồ, lúc ấy bố mẹ có biết là con lén vào Sài Gòn thăm anh không? Dạ, con đi chơi với bạn con à. Ủa nhưng mà nó nghe nè, cái tuổi đó là cái tuổi các con trưởng thành rồi. Bây giờ không kiềm chế được, cho nên là không có những cái phương pháp để mà phòng vệ đúng không? Dạ, tại con sao không nghĩ là có chuyện đó luôn. Tụi con nhậu với nhau rồi, cái đấy là cái sự cố không may. Ông này cũng muốn cưới. Khi mà bạn gái á, báo tin rằng là có bầu thì cái phản ứng của tự như thế nào? Ông cười à? Như vậy là cố tình, bạn này là cố tình rồi. Cố tình đó. Bạn này thì không hề biết cái sự cố như vậy, nhưng mà bạn này thì muốn lấy. Tức là muốn có muốn, để mà coi như là muốn xây dựng gia đình rồi. Cười xong rồi bảo là được, cố rồi em, cười cái mừng lắm. Vậy là đúng ý ông rồi. Bố mẹ của hai bên phản ứng như thế nào khi nghe cái tin đó? Bên chồng là chắc chắn vui đúng không? Bên chồng thì thực ra là đã tiếp nhận vợ con là từ trước đó rồi. Cái chuyện này thì cũng hơi có chút bất ngờ, nhưng mà bất ngờ nhiều hơn là ở phía bên bố mẹ vợ. Bên vợ thì sao? Tại vì hồi Tết anh nói bố mẹ con là chú Thím cứ yên tâm, cháu giúp em học xong rồi tạo điều kiện việc làm. Giúp em học xong gọi là cháu sẽ cố gắng là dìu dắt em, cho em đỡ sa ngã rồi. Nhưng mà học xong các kiểu lo cho em đồ cuối cùng cái đùng cái bố mẹ thất vọng. Bố mẹ có nói gì không? Buồn, mẹ nhà buồn khóc. Xong bảo là ôi trời ơi, nhà con gái đầu nữa mà nhà ở quê, nhà ba chị em gái, bây giờ đùng cái học chưa xong nó đi lấy chồng mà nó tới khứa nhiều. Với mẹ rồi đó, bố mẹ đặt niềm tin bao nhiêu, cái thất vọng bấy nhiêu. Bố chồng con ấy tâm lý lắm, lên trên nhà nói chuyện với lại bố con thì hai anh, gọi là hai anh em quen biết nhau từ lâu rồi mà cũng làm công tác tư tưởng, bảo là thôi bây giờ an tâm dưỡng thai hai đứa, bố ở việc ở nhà bố mẹ lo hết. Con thì vẫn được tạo điều kiện học ngoài Hà Nội, có gì cái là cần là có bố mẹ ngay. Nên là cũng đỡ. Con là bao nhiêu tuổi rồi? Em bé sắp tròn 1 tuổi ạ. 1 tuổi, dạ. Cái quá trình mang thai đó là con về quê? Dạ không, con vẫn học ngoài Hà Nội một mình. Ồ, mang thai một mình. Vừa mang thai vừa học. Quá trình con mang thai rất là cực. Khi biết là có bầu ấy là rất là sợ. Lúc đi khám ngoài Hà Nội ấy là em bé bình thường không sao, nhưng mà về quê đi khám kiểu như mình stress quá ấy. Bác sĩ chẩn đoán là có nguy cơ bị lưu thai. Dạ. Bà mấy tháng rồi? Dạ lúc đấy là 7 tuần rồi mà chưa có tim thai. Lúc đấy là mình mới có 22 tuổi à. Mình không nghĩ được là làm mẹ nó khó khăn đến mức như thế. Lúc đấy là mình buồn lắm, mình cố gắng là uống đủ thứ thuốc Đông Tây Nam Bắc ấy, xong làm đủ mọi biện pháp để cứu em bé. Lúc đấy em bé yếu lắm. Cái khoảng thời gian đấy là mới thật sự thấy là đây đúng là một mảnh ghép nửa cuộc đời của mình. Anh chăm, gọi là chăm từ A đến Z, chăm thay một người bố, thay một người mẹ mà là một người chồng luôn. Từ cái việc nhỏ nhặt nhất, đi dép cho hay là cột tóc cho hay làm gì, mình nằm một chỗ à, phải tiêm thuốc giữ thai. Anh làm hết, không cho phụ huynh nội ngoại hai bên ra bệnh viện thăm. Hai đứa giấu, sợ ông bà lo, con vẫn phải ra ngoài Hà Nội hoàn thành được học. Ở một mình, sợ ông bà nghĩ là cứ đi viện ngày một vậy á, ông bà lo. Nên là có gì thì anh cứ bay qua bay lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vậy á, nằm viện các kiểu thì cứu được em bé. Con gái hay anh trai cơ? Dạ con gái. Như vậy thì bao lâu thì có nghĩa là sinh xong là về quê? Dạ con về quê sinh. Về quê sinh cho hai ông bà nội ngoại tiện chăm. Sau khi mà em bé được hơn 2 tháng cứng cáp rồi thì anh đón hai mẹ con vào. Hai đứa lấy nhau, tuổi tác cũng cách xa nhau nhiều đúng không? Dạ. Đó, thì là chắc chắn là khi mà về chung với nhau rồi sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn đúng không? Dạ, có những cái tật xấu gì của anh Tử? Nếu mà tính mà quá trình mà chính thức tìm hiểu yêu nhau đến cưới nhau ấy, chắc khoảng tầm hơn 1 tháng. Trong lòng con là thần tượng anh lắm. Bố mẹ lúc nào ông bảo tự nó giỏi, nó ngoan, nó biết phấn đấu. Mình nghĩ là ông này là người nghiêm túc. Mà nói chuyện với con cũng nói nhiều, mà nói theo kiểu là học hành không à, không có tình cảm, biết quan tâm lo lắng, xong rồi sạch sẽ, chính tê. Nên khi lấy về, lúc đầu mà bất sinh em bé ấy, ông này kiểu như là chưa tự ước được làm cha. Con ngủ, cái bố đeo tai phone mà qua mặt tường đi ngủ. Con khóc, bố đeo tai phone qua mặt tường đi ngủ. Không có trông con gì hết. Xong rồi em bé mới gì á, chạy nhưng bắn sống bắn chết. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó là mới gọi là mới thôi. Bây giờ thì khác rồi. Chắc chắn rồi, dạ. Bây giờ thì khác nhưng mà khi mà tụi con dọn vào trong này ở riêng ấy, đi làm về, vứt hết đồ đạc xuống nhà. Đi đây bỏ quần, đi kia bỏ áo, bỏ dây lưng một chỗ. Bừa bộn. Mặc mỗi cái quần lót nằm chơi vậy á. Dục mà ai mới chịu đi tắm cho. Mà tắm có phút à? Trời ơi, tắm nhanh nữa. Tắm dưới vàng. Không kỳ cỏ. Tắm dưới vàng. Xong cái tưởng đâu nghiêm túc lắm nhưng về nhây. Rất thích hay trêu cho con chửi. Về nhà ví dụ như đến bữa ăn cơm, vợ ơi em nay thích ăn rau muống xào hay rau muống luộc? Luộc đi chồng. Ừ thế anh xào nhá. Mà nếu xào chồng là ừ anh luộc, mà làm thật thế luôn. Chứ không phải là trêu đùa đâu. Đó là thích cho vợ chửi. Dạ đúng rồi, con nấu trong bếp cứ đi qua, bóp màu một cái, xong đi qua, cấu một cái, cắt một cái, trồng cây để con chửi cho xong quay lại nhại con. Nhại lại. Đúng nhại rồi. Lại, đó thường thường con chửi. Con chửi như nào? Con chửi bảo như là, nào? Anh muốn chết à?
anh muốn chết à, anh muốn chết à. Đấy, nhại lại y chang thế luôn. Dễ thương á. Dạ. Nhưng mà đó là dễ thương. Xong cái chửi quá, cái ông giơ mông, ông bảo nè cho bóp mông cái nè. Rồi im đi, tôi dính tay bà quá à. Cảm giác như anh bằng tuổi con luôn đấy, không mà khoảng 12 tuổi luôn á. Rồi bây giờ rồi, bạn mong muốn thay đổi, đúng rồi. Tự thay đổi điều gì? Thực ra thì con chỉ muốn chồng con là thôi cứ nhây cũng được, thấy cho vui trẻ cũng được. Nhưng mà anh bớt suy nghĩ công việc đi. Nhiều khi anh căng thẳng công việc ở công ty ấy, xong anh về anh gọi là xả giận ấy. Mệt lắm, mệt cả hai vợ chồng. Thế còn Tự thì sao? Cô ấy có những tật xấu gì? Vợ con thì con cũng không có phải là ý kiến nhiều về cái tật tính xấu. Mà có một số cái là cũng mong muốn để vợ thay đổi là, một đó, cái tâm lý xảy ra chuyện hoặc là vợ chồng có lời qua tiếng lại thì cô ấy thường là giữ im lặng, đóng cửa một mình rồi là với con. Nhưng mà trong quá trình mà im lặng như vậy thì lại khi mà mình muốn xử lý êm với vấn đề hoặc là vợ chồng cần phải trao đổi hoặc là không giải quyết được tận gốc vấn đề, không giải quyết được vận động vấn đề. Mong là vợ thay đổi, chia sẻ, chia sẻ, vợ mở lòng ra với mình. Cái mà im lặng ấy là lúc mà con mà bực mình quá cái gì á, con sợ con nói ra sẽ làm người khác tổn thương, tại vì mình không kiểm soát được ngôn ngữ của mình. Mình hơi bị nóng tính. Nên con sẽ im lặng đóng cửa lại. Nhưng mà ông này không biết ý, nhưng người ta vợ thì cần nói câu xin lỗi vợ hay như thế nào thôi. Đằng này cũng im luôn à. Phải có một cái sự thông cảm cho nhau. Đúng rồi, trong công việc và lại trong cái tâm sinh lý phát triển của cái người bạn đời của mình. Hy vọng rằng là sau chương trình này về thì hai vợ chồng Tự sẽ có chịu một cái sự điều chỉnh. Ngồi nói chuyện đó với nhau, mở lòng nói chuyện với nhau hết. Thay vì chúng ta giao lưu cái sinh hoạt coi như dí dỏm với nhau bằng cái cách trêu đùa với nhau, thì tại sao trong những lúc mà nó căng thẳng thì chúng ta tại sao lại giải quyết bằng một cách là im lặng mà không ngồi lại với nhau để cùng nói với nhau để giải quyết những cái vấn đề. Xin cảm ơn Tự và bà vợ nhé. Cái lần đầu tiên thì gặp bà xã ở một cái cánh đồng dưới ánh trăng thì cũng nhìn cô ấy thì cũng dễ thương. Dạ không, lúc đó em mới chia tay bồ được tháng. Em nghĩ ổng lắm nhưng không được. Ổng thích ổng luôn? Không, tại nhìn ổng già lắm. Em cũng có sửa đổi rồi chứ thời gian trước là em giống như trai vậy đó, cái miệng em phải nói liên tục mà không bao giờ ngưng được hết, nhắc đứa này tới đứa kia. Dạ đúng rồi, em làm luật sư miết mà. Điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một cặp đôi. Họ sẽ mang đến một câu chuyện về hạnh phúc hôn nhân đến với chương trình Vợ Chồng Son kỳ này. Anh đoán nha, đây chắc chắn là y phục của các bạn trong cái ngày đám cưới đúng không? Dạ không phải. Dạ không phải. Rồi xong. Trời bây sao? Giờ mà đoán đến cái mức vậy mà không được nữa. Mà chỉ coi mặc đồ, xong hỉ kìa. Anh giới thiệu về mình đi. Chào anh Quốc Thuận cũng như chị Hồng Vân. Tên đầy đủ của mình là Vũ Đức Quân, đang là nhà đào tạo về thiết kế tóc, kinh doanh dịch vụ salon tóc làm đẹp. Tuổi của Quân là bao nhiêu rồi? Dạ, hiện nay là tuổi em là 39 tuổi. 39 tuổi. Quá trẻ. Chuyên về tóc đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi, thế còn em? Dạ em xin giới thiệu, em là Võ Thị Thùy Vân. Em 32 tuổi. Là cũng đang là trợ lý bên ngành tóc cho ảnh luôn ạ. À, hai vợ chồng là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được 13 năm rồi. 13 năm. Dạ. Có em bé chưa ạ? Dạ có, hiện tại là em có 5 bé à. 5 cô công chúa luôn ạ. Dạ. Ngũ Long công chúa luôn. Ngũ Long công chúa. Dạ. Wow. Cưới nhau được 13 năm hả? Dạ. Rồi đẻ tới 5 đứa. Coi là cái đứa đầu tiên á là tụi em sanh vào lúc tụi em bao nhiêu tuổi? Em cưới năm 19 tuổi thì năm 20 là sanh bé đầu. À. Tiếp tục 10 là dạ. Mấy năm nữa? Cứ lai rai là dạ. 2 năm một đứa. Dạ đúng rồi, em lai rai sanh 5 bé là 8 năm 5 bé. Thật sự là em với lại chồng em là định sanh 2 bé đầu thôi. Bạn thứ ba là chỉ là ngoài ý muốn thôi. Lúc đó là thật sự là hai vợ chồng cuồng cái bộ phim Nhà Có Năm Nàng Tiên lắm luôn á. Dạ. À, phim đó vợ tôi làm sản xuất, vợ tôi sản xuất, liên sản xuất, liên sản xuất. Ông thầy chủ nhiệm của chị là thầy Trần Ngọc Giao đó, là đạo thầy diễn ơi, thầy đó. Có fan hâm mộ thầy ơi, bộ phim của thầy mà ra 5 đứa con đó. 5 đứa con gái đó, nhà có năm nàng tiên luôn đó thầy. Rồi dạ, sao nữa nè? Lúc đó thì hai vợ chồng thì cũng mê thì mê, nhưng mà mình cũng không có nghĩ là mình sẽ được trọn vẹn giống như vậy. Thì bạn thứ ba thì sanh ngoài ý muốn, lúc mà sanh bạn thứ ba thì mình cũng không có được biết giới tính. Bác sĩ giấu cho đến cái lúc mà mình sanh luôn á. Sanh bé thứ ba xong là cỡ 3 năm sau tiếp cũng có thai ngoài ý muốn nữa. Thì cứ mình cứ theo cái thuận để sanh tự nhiên thôi. Thì lúc đó là cũng dự định là sẽ ngưng không sanh nữa, nhưng mà hầu như là khách hàng cho đến người nhà bạn bè mới nói là thôi sanh đại đi, biết đâu bé thứ năm lại là gái. Thì là thật sự là rất là đẹp. Mà trai gái gì cũng được lắm. Thì bạn thứ năm là hai vợ chồng mà cố tình để
Dạ. Là đứa gái. Hay quá ha. Dạ, đưa ra coi như Vũ Lâm công chúa. Thực ra là bốn đứa là tứ đại mỹ nhân rồi. Đó. Bây giờ phải quay vòng lại. 19 tuổi đã làm đám cưới. Dạ. Rồi gặp nhau lúc bao nhiêu tuổi và gặp ở đâu? Đó, bây giờ các bạn hãy quay ngược thời gian trở lại với tuổi thơ, cái tuổi mà mới lớn đó. Đó. Thì các bạn lần đầu tiên này gặp nhau là ở đâu và có ấn tượng như về nhau? Cái lần đầu tiên thì gặp bà xã ở một cái cánh đồng dưới ánh trăng. Oh. Thì cũng nhìn cô ấy thì cũng dễ thương. Em đi đâu mà ra đồng? Đi đâu xuống. Mà ra đồng mà lúc buổi tối mà trăng rằm vậy? Đó. Lúc đó thì đi xuống với một nhóm bạn, xuống dưới đó thì ngồi chơi ở cánh đồng thôi thì bà xã ở đâu xuất hiện. Lúc đó thì nhìn thấy cô bé này cũng dễ thương, có vẻ bén lẻn thì mình cũng chú ý. Thì cô ấy mời mình ăn bánh, ăn trái cây thì mình tối thì nó cứ mờ ảo vậy đó. Chị hỏi là cánh đồng ở đâu? Cánh đồng ở dưới khu Gò Vấp. Khu Gò Vấp đúng không? Là của em ở thành phố Hồ Chí Minh mà, dạ, đúng không? Đúng rồi, dạ. Bạn đi xuống đó bạn đi nhậu không? Bạn làm không, gì? Đi chơi nhà bạn. Nhà em là ở gần đó. Dạ không, anh kể sai, tự nhiên em xuất hiện giống ma quá. Đó là bởi vì đó, nó bị cần phim vậy. Trời, nó giống như phim liên quan chứ gì vậy. Em không biết, tự nhiên có con bé tóc dài đi đánh trăng mờ mờ ảo ảo đến anh ăn bánh được. Anh kể sai rồi, thật sự là bạn của anh cũng là bạn của em. Hôm đó là em mới qua nhà bạn em chơi thì anh cũng vô tình anh đi qua chơi thôi. Thì lúc đó là chỉ có bốn người thôi, là luôn em cả anh luôn á, là bốn người ngồi ở ngay cái đường mương thôi. Ngày xưa thì không có đèn đường, chỉ là nhìn thấy mặt qua nhau cái ánh trăng thôi, cứ mờ mờ ảo ảo vậy đó. Em mới lịch sự là em có bánh thì em cũng có mời ảnh, nhưng mà ảnh cứ nghĩ là em thích ảnh. Thì khúc này thì cũng phải thừa nhận rằng là trong cái thời điểm đó thì em cũng khá là thanh tú. Tình trạng lúc đó thì mấy cô thích em cơ, cái cảm giác một cái chàng trai mới lớn vậy tự tin thì có nhiều cô gái thì cứ nghĩ là ai đó thì cũng thích mình, thích tôi là bình thường, cái kiểu như vậy. Cứ nghĩ là cô ấy thích mình thôi thì lúc đó thì bắt đầu mới đeo đuổi đi theo. Mới đầu tiên, lần đầu tiên là đi theo kêu em nhà em ở gần đây không, kiểu ghẹo ghẹo vậy đó, anh đưa em về nha. Em có ấn tượng gì về Quân không? Dạ không, lúc đó em mới chia tay bồ được một tháng. Em nghĩ ổng lắm nhưng không được. Ổng thích ổng luôn? Không, tại nhìn ổng già lắm, tại vì anh lớn hơn em 7 tuổi mà. Thời điểm đó là chính xác là em mới bước qua khỏi tuổi 15. Đúng rồi. Gần 16 tuổi. Tại vì ổng nói đó nhiều cô gái thích ổng lắm. Dạ, thành ra là lúc đó anh đang làm người mẫu nữa. Đào qua, rất là nhiều con gái đeo đuổi ảnh. Nhưng mà xui cho ảnh là cái cô này ảnh cũng không thích ảnh. Khi nào thì em mới thấy ảnh có một cái điểm hút? Em cũng không có biết rõ là cái thời điểm nào là em thật sự là có cảm tình với ảnh. Cho đến khi mà hai đứa về làm chung một tiệm á, em mới cảm nhận được á là cái sự chân thành của ảnh. Thì lúc đó là sau cái lúc mà đêm trăng trên đồng á là bao nhiêu lâu? Tầm cỡ 5-6 tháng. 5-6 tháng sau là mới 16. Là tiệm của ai? Tiệm của em hả? Tiệm của em mở ra thì em cũng muốn hướng tới cái là sẽ cùng với bạn này sẽ làm chung với nhau. Đúng đó, là em đã thích cổ rồi đúng không? Và thì... cái ý định làm chung là của ai, là người khởi xướng ra? Em là người khởi xướng, tại vì mục tiêu của em á là cũng muốn mở tiệm. Nó vừa có một cái sự thích, vừa thứ hai nữa là nó vừa có liên quan tới cái việc mà mình làm nghề, mình mở tiệm ra thì có một cái cô bé rất là giỏi thợ phụ như thế này có thể hỗ trợ cho mình được, thì nó giống như là ráp vào cái công việc nữa thì nó sẽ thuận lợi hơn. Nhưng mà sao em biết cô giỏi? Em có đi tới chỗ cô ấy gội đầu, chỗ cô ấy làm á, em có thể. Lúc đó là em đã làm ở một cái tiệm uống tóc rồi. Dạ. Nhắc tới phần đó em hơi bị quê nghe. Mà sao em? Cái lần đầu tiên mà anh tới thì nói chung bản năng là em đã không thích ổng rồi. Mà ổng tới ngay cái giờ mà em chuẩn bị em đi về, ổng canh còn cỡ 10 phút nữa ổng mới tới. Mà tới làm gì? Gội đầu. Em muốn ráng em gội mà nói thiệt chứ massage mặt cho ổng mà nhìn ngứa mắt lắm. Cũng khó chịu lắm, cũng phải ráng mà làm thôi. Xong rồi lúc mà làm xong thì anh có bo, mà cái thời điểm đó là 10.000 giấy là vẫn còn. Ổng bo cho em cái tờ đó, mà ổng vừa bước ra khỏi cửa ổng phóng xe ổng đi là em thấy tờ nó muốn rách làm đôi vậy đó. Đến khi nào thì ổng tỏ tình với em và chính thức là của nhau? Có những cái động thái sơ sơ, nó cũng na ná giống như tỏ tình trước khi mở tiệm rồi. Mà có lãng mạn không? Nhà không khô eo à? Khô eo hả? Dạ. Sao? Ông nói sao? Trước khi mở tiệm là anh có mời em uống cà phê. Không hiểu sao mà tự nhiên anh có hôn môi em. Nhưng mà tự nhiên em nhìn thẳng mặt em sợ. Em bị hình dung ra cái mối tình trước á. Nó không có được chân thành.
Em có khóc. Lúc đó là mình có cảm tình với cô ấy. Nhưng mà cô ấy thì có một cái mối tình mà dang dở đó. Nghe cô ấy nói một chút về cái tình cảm giữa bạn trai cũ. Và sau đó thì cô ấy khóc. Không biết sao tự dưng cái trong cái người mình nó có một cái gì đó. Nó giống như vừa thương mà vừa có một cái cảm xúc rất là khó diễn tả. Nhưng mà nó hơi nhói trái tim một xíu. Thì mình mới ôm cô ấy vào lòng thôi. Sau bữa đó là em mới quyết định là tìm sao là mở tiệm để mà hai đứa về chung một chỗ, đúng không? Dạ. Đúng không? Chính thức là để tỏ tình để mà về làm vợ, anh nghe là như thế nào? Có lãng mạn. Mua một cái nhẫn. Thực ra cái nhẫn đó là xác định trong tư tưởng là cặp nhẫn đó là sau này nếu có bạn gái là sẽ đeo, một cái là đeo tay, một cái đeo ở trong cái dây chuyền cổ. Lúc đó thì mình cũng không biết nói gì, lúc đó cũng rất là nhát. Kêu bây giờ anh có mua cặp nhẫn này thì giờ em đeo chung với anh. Có làm vợ anh không? Không, lúc đó chưa xác định là cưới. Lúc đó thì cũng vẫn là đôi mươi thôi, thì lúc đó em mới có hăm mấy thôi. Sau đó thì bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ 3 năm sau. Thực tế mà nói rằng tụi em chưa có cưới nhau khi có con, mà tụi em có con rồi mới xác định là đến với nhau. Trong cái giai đoạn mà tuổi mới lớn lên rồi hai đứa chỉ là công việc với nhau, sau đó thì phát sinh. Khi mà có baby thì bắt đầu mới về nói với mẹ trước là mẹ con giờ lỡ có em bé rồi giờ làm sao. Mẹ cũng la cái mày giỡn mày gì này nọ. Là mẹ em hay là mẹ em nhờ ba mẹ người lớn là xuống với bên ngoài để bắt đầu nói cho hai bên. Em về nói với má là con đã có bầu. Dạ, má nó kêu là bây giờ có thì mình cứ cưới thôi. Rồi 19 tuổi là 18 tuổi lấy ổng hay là 19 tuổi lấy ổng? 19 đẻ là 18. 19 cưới là 20 em xanh. Bây giờ qua cái phần nói xấu đi. Kể xấu nè, nhau. Mười mấy năm đó, bây giờ nè, tật xấu của ông Quân nè, ổng có nhiều hay không? Cũng nhiều á. Cũng nhiều đó. Dạ đúng rồi. Rượu chè không có, thuốc lá cũng không, gái gú cũng không. Nhưng mà anh hay bị làm cho em hay bị rối não. Ở nhà là em hầu như là quay quần với lại mấy bé cũng hơi chóng mặt. Em muốn là buổi tối là hai vợ chồng lấy xe đi dạo nhẹ nhẹ rồi nói chuyện cho thoải mái tí xíu. Nhưng mà hầu như là lúc nào anh cũng bị áp đặt vô công việc. Ban ngày là anh đã là công việc rồi, nhưng buổi tối về là vẫn nói chuyện về công việc với mình. Công việc. Mà nói dạ, với ai? Dạ nói với em. Trời ơi. Cho nên là đầu não hay bị căng lắm. Căng thẳng đâm ra mình hay cọc với nóng tính. Và em cũng có sửa đổi rồi, chứ thời gian trước là em giống như trai vậy đó. Gia đình mà có nhiều con á, hầu như lúc nào là cái miệng em phải nói liên tục mà. Không bao giờ ngưng được hết. Nhắc đứa này tới đứa kia. Dạ đúng rồi. Em làm luật sư miết mà. Về nhà có chơi với con không? Dạ có, hầu như là có à. Tham công tiếc việc. Dạ, không? Áp lực công việc á, về mình giống như là một nơi mà để xả stress vậy đó. Mình cũng không có dám nói lại, phải chịu đựng. Đó, một ngày là đó mới cái mình bùng phát ra xong cái lại cãi nhau. Cũng có viết giấy vài lần. Còn tật xấu gì nữa nè? Hay ngủ bất chấp mọi lúc mọi nơi. Tại mệt quá đó, làm việc nhiều quá. Làm việc, làm tay chân rồi làm đầu óc nữa, cho nên làm xuống là ngủ liền. Rồi gì nữa? Rồi, có lãng mạn không hay là khô khan? Về sau này anh có lãng mạn một chút thôi, chứ còn thời điểm trước á là anh ít khi nào mà quan tâm đến cái cảm xúc của em lắm. Giống như là đi đến tiệc tùng hay là cái gì đó mà em mang giày cao hay là sao đó là cứ để cho đi. Em nói anh ơi em mang dép cao đợi em tí. Trời đi chứ cho cực vậy. Khi em sinh mà em có rơi vào cái trạng thái mà giống như mình bị trầm cảm sau sinh không? Hình như là không có, em chỉ bị stress cho nên bị lên ký một thời điểm mà mấy tháng trước thôi. Lúc đó là sinh đứa thứ mấy? Dạ thứ năm. Hồi tháng 5 vừa rồi là em bị stress, em bị lên ký, em bị rối loạn nội tiết tố. Em không có kiểm soát được cân nặng của mình. Là phì lên đúng không? Dạ phì. Đúng rồi. Cái thời điểm đó là em 73kg. Cứ mỗi lần em buồn là em ăn thôi. Nhưng mà em giảm bằng cách nào? Em vô được một cái lớp học, may mắn là mấy anh chị chia sẻ để em cảm thấy yêu đời hơn, yêu bản thân hơn. Em ăn ngược trở lại và trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Những người mà bị tăng cân là do stress á. Mình hết cái stress đó thì tự động cái cân nặng của mình nó sẽ bớt đi, nó giảm đi. Cái giai đoạn đó Quân có hiểu được cái cảm xúc của vợ mình hay không? Cũng hiểu được, cũng đoán được là khi mà đông con như vậy thì vợ sẽ có một cái áp lực. Em cũng không nghĩ là vợ em trầm cảm, nhưng mà có thể cô ấy không biết luôn. Lúc đó là khi mà cô ấy giận bất cứ một cái gì đó là cô ấy sẽ khóa hoàn toàn máy. Nếu mà có một cái cãi vã hay một cái tranh luận nào đó thì cô ấy luôn luôn gắt gỏng, cáu gắt. Nhưng mà nói là em đang dùng rất là ngôn ngữ rất là cao đó mà cô ấy không nhận ra. Và mỗi lần tranh luận như vậy là cô ấy thường thường là tắt điện thoại và chặn luôn Facebook và chặn tất cả mọi cái thông tin để gọi đến. Chuyện của hai bạn á, thật sự là hai bạn mà sống với nhau cho đến giờ phút này là mười mấy năm, 13 năm rồi, là quá hay luôn. 19 tuổi đã là vợ rồi, 20 tuổi là mẹ. Mà không phải là mẹ một lần, là mẹ tới 5 lần. Trải dài cả một cái thanh xuân. Cái hiện tượng là khóa điện thoại, khóa Facebook, là đó là một cái dấu hiệu mà bạn bị stress quá mức. Đó là cái mà em cần phải lưu ý cái việc này. Ngược lại, cái dở của Vân là Vân không chịu nói.
Đó là cái quyền lợi của em. Em là mẹ của 5 đứa nhỏ, quyền lợi của em quá nhiều. Tại sao em không đòi hỏi? Bắt đón ý, trời ơi, làm mệt thấy mồ luôn. Bao nhiêu việc giờ bắt đón ý nó chắc chết á. Mình stress một thì chồng mình cũng stress một. Đây sẽ là cái thời điểm rất là thích hợp để mà nói với vợ mình những cái điều gì đó. Hôm nay thì anh rất là vui khi mà đến cái chương trình này. Thì anh cũng hiểu được cái nỗi lòng của em. Thì anh thực sự là biết ơn, cũng như là anh muốn rằng là vợ chồng mình sẽ chia sẻ với nhau. Em hãy cứ nói những cái điều mà em muốn đối với anh. Anh sẽ đồng hành cùng với em. Và thời gian tới thì anh sẽ dành nhiều thời gian nhiều hơn cho em. Và mỗi buổi tối anh sẽ dành thời gian để chở em đi chơi, để bù lại cái tuổi thanh xuân mà em đã phải trải qua, đã bị thiếu hụt. Thôi mình có nhau đứa nữa nha. Anh cũng chịu khó đồng hành với em và con á, thì em nghĩ em sanh 10 đứa cũng không sao á. Trời ơi, dễ thương quá, nó rất là lãng mạn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn Vương Nghe. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn Vương Nghe. Cảm ơn Vương Nghe.